rất là hay, rất là ngọt ngào mà sao hơi dữ thần không ha, một xíu mà hơi ghê hồn vậy cái. Dạ, cái hơi nó bực. Mà Dung bự quá mà Dung hơi có xíu, không có dạ. hơi không nhiều. Dạ, các anh chị là nghệ sĩ á. Dạ rồi, quý bà con bác thân mến, bây giờ Phương Dược sẽ mời quý bà con bác đến với một giọng hát cũng rất là ngọt ngào, trữ tình của một cô ca sĩ rất là trẻ, rất là xinh đẹp, đó là ca sĩ Quỳnh Trang. Bà con bác cho một tràng tay ạ. Mời em. Cảm ơn anh chị. Quỳnh Trang xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Ca khúc đầu tiên cùng mời quý vị cùng nghe một sáng tác rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Quốc Dũng, ca khúc Ngày Mưa. Ở đây có quý vị khán giả nào đã từng nghe em hát rồi thì quý vị sẽ nhận ra giọng em hôm nay nó bất ổn hơn mọi ngày, nó khác biệt hơn một xíu. Không biết hôm nay sao mà tự nhiên khang tiếng. Dạ, dạ con cảm ơn. Dạ. Không biết sao mà bị tắt tiếng, cứ sợ là tối nay không có hát được không à. Nhưng mà may mắn là cũng còn phát ra tiếng được, chỉ là nó sẽ có những đôi lúc đôi chỗ nào đó nó không có được trọn vẹn, bởi vì quý vị nếu như mà quý vị khan tiếng thì quý vị sẽ hiểu là mình không có điều khiển được, mà mình sẽ cảm thấy rất là bất lực với cái cổ họng mình luôn á. Cho nên là ca khúc vừa rồi hay là những ca khúc sắp tới em thể hiện gửi đến quý vị, nếu như mà có gì đó nó sơ sót hay là nó xui mà lỡ có một nốt hay hai nốt nào đó nó bị xét một cái, mong là quý vị sẽ hoan hỷ, quý vị thông cảm, quý vị bỏ qua cho em nha. Đây là một sự cố không mong muốn chút nào. Cảm ơn quý vị. Dạ phải nữa chứ. Dạ bà con ngồi là con còn hát nữa ha. Sáng tiếng luôn cũng được, chơi thôi. Sợ gì, bà con ngồi đó là con chơi à. Dạ bây giờ ca khúc tiếp theo quý vị muốn nghe một ca khúc mang âm hưởng dân ca hay là quý vị muốn nghe bolero à? Bolero phải không? Bolero yêu cầu, nếu như mà mình thống nhất một cái yêu cầu đó thì cho con xin chồng có thể lớn một xíu nữa đi. Xin chào quý vị rất nhiều. Một ca khúc bolero, một sáng tác rất nổi tiếng của hai nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Lê Dinh. Ca khúc Nếu Ai Có Hỏi, mời quý vị cùng nghe. Hôm nay khang tiếng, giọng hơi đục đục đàn ông xíu nhưng mà vẫn nghe được phải không quý vị, không tới nỗi nào phải không quý vị. Đâu mình nhìn máy nào đây. À đây đây, em thấy rồi. Dạ cảm ơn. Hôm nay về đây hát, được gặp gỡ tất cả quý vị, được hát, được trò chuyện cùng quý vị, được tặng hoa, rồi còn được thơm nữa, nó đã gì đâu luôn á. Dạ con cảm ơn cô. Cô có hôn con không? Cô có hôn con luôn không? Thôi ơi, hôn hai cái cho đều nè, chút nữa ai hôn em cũng hôn hai cái cho đều nha. Dạ anh cái hả? Thôi hai cái đi, hai cái luôn. Em nghe quý vị ở trên này mình vỗ tay mạnh dạn lắm, vỗ tay to lắm này, còn ở dưới là mình còn cỡ đúng không? Cho nghe cho quý vị chụp trước dưới nha các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
em biết là khi mà lát nè, lúc nãy em đi xuống dưới kia là cái âm thanh, cái sóng micro mình nó sẽ không có được đảm bảo, nó sẽ hơi delay một chút xíu, có nghĩa là em hát ra trước nhưng mà cái âm thanh trong cái micro này nó sẽ phát ra sau. Nhưng mà vì quý vị ở dưới, em biết là quý vị muốn chụp hình lắm nhưng mà quý vị mắc cỡ, em bất chấp luôn, em xuống dưới để em gặp được quý vị, để em chụp hình cùng quý vị luôn á. Cho nên là vừa rồi nó có bị delay chút xíu thì mong quý vị cũng thông cảm cho em nha. Và mà trong cái đợt vừa rồi khi mà em có dịp em về lại đây, cái ngày đó là tính là chỉ về tham quan cái chỗ này của anh Khương Dừa thôi, nhưng mà hôm đó thì tình cờ là ở trên sân khấu là đang có chương trình hát với nhau, hát cho nhau nghe. Vậy thì mình cũng lứa nghề quá cho nên là cũng lên hát vài bài, xong rồi cũng có song ca ngẫu hứng cùng với anh Khương Dừa. Vậy chỉ là ngẫu hứng thôi, nhưng mà khi mà đăng lên trên mạng xã hội thì được rất là nhiều quý vị khán giả thích thú và yêu cầu hai anh em tái hiện lại những tiết mục song ca trên sân khấu của chương trình ngày hôm nay. Không biết là bây giờ quý vị có muốn em mời ra sân khấu nam ca sĩ Khương Dừa không ạ? Năn nỉ không? Năn nỉ nha. Bây giờ làm sao? Bây giờ em mời một lần anh ra không? Để anh ra. Mày đang làm giá. Làm giá là làm giá đó. Dạ mô chào nó tới thật lớn nữa nha, cho anh Khương Dừa. Mình có giới thiệu anh là ca sĩ. Chứ sao? Mình giới thiệu ca sĩ thì mình phải hát cho thiệt hay, phải chỉnh chu. Đúng rồi, anh lên sân khấu là bắt buộc anh phải chỉnh chu. Chịu tập quá trời, anh đăng lên không biết là có bắt dành xem đây. Chắc chưa xem cái clip tôi tập hồi chiều của Khương Dừa. Cái gì có tập luôn hả? Tập chứ, trời ơi, người ta thấy đầu tư rồi chứ dữ lắm chứ. Đầu tư mà sao không mặc vest mà sao mặc vậy? Ở đây là con bác gần gũi, mình mặc đơn giản gì đi cho nó gần gũi dễ thương. Khi nào trở thành ca sĩ mình sẽ mặc đẹp giống em ha. Đẹp rồi đó. Nó chứ cảm ơn Quỳnh Trang rất là nhiều đã quý mến anh Khương Dừa và về đây để hát phục vụ cho quý bà con cô bác. Cũng hy vọng là em cũng giống như là các cô chú anh chị nghệ sĩ khác cũng sẽ sắp xếp thời gian về đây để hát cho phục vụ bà con. Biết rằng là bây giờ thì làm mình đi hát thì bà con cũng bác biết rồi, cũng sẽ có cách xê, cũng có thù lao, nhưng mà ở đâu thì có thể là mình đi hát để mình có thù lao cách xê nó tốt, nhưng mà về đây thì là đa số cũng giống như Quỳnh Trang hoặc là các anh chị nghệ sĩ cũng về đây cũng hỗ trợ Khương Dừa rất là nhiều để cho cái hội quán được duy trì và có những đêm nhạc như thế này. Cảm ơn em rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh, cũng cảm ơn anh đã yêu thương và gửi lời mời để hôm nay em có dịp về đây lần nữa để gặp gỡ tất cả quý vị, hát quý vị nghe. Mong là trong tương lai sắp tới thì cái hội quán của mình sẽ ngày càng phát triển và nhận được thật là nhiều tình yêu thương của tất cả quý vị khán giả ở khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước luôn. Và mong là quý vị lúc nào cũng sẽ yêu thương ở bên cạnh và luôn ủng hộ hết mình cho hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Khương Dừa nha, được không ạ? Dạ mời, hy vọng quý bà con cô bác khán giả trên kênh Khương Dừa cũng sẽ qua ủng hộ Quỳnh Trang và nhớ để lại bình luận là dạ từ Khương Dừa qua, tại vì khán giả kênh Khương Dừa thì thường thường nhắn vậy đó để cho biết là khán giả qua ủng hộ Quỳnh Trang. Dạ. Và dù Quỳnh Trang có một kênh YouTube cũng rất là đông quý bà con bác theo dõi ủng hộ, bạn có nhiều cái chương trình cũng rất là hay, những cái nhạc phẩm rồi có những cái phim ca nhạc cũng hay. Dạ mời bác qua ủng hộ Quỳnh Trang nha. Rồi bây giờ thì mình tập rồi mình thấy hát chứ hay dở mình cũng hát để hát phục vụ bà con bác. Và anh không chỉ hát hôm nay nữa mà tuần sau anh sẽ hát nữa, anh sẽ hát cái bài Một Tiếng Anh Buồn mà hit á, hit dữ vậy ta. Lắm, chút nữa về phải nghe có nhiều bài hit lắm á. Dạ liền kê thử nghe chứ, năm bài, hai bài thôi. Ủa hai bài hả? Đâu bài gì đâu? Màu tím anh buồn nè. Màu tím anh buồn. Vợ mình ơi. Vợ mình ơi. Xíu nữa hát bài Gió Lụa Trên Đời Có Non là hit nữa. Vậy hả? Ừ, hát bài nào hit đó. Đất hả? Hit đất hay làm sao? Rồi bây giờ anh muốn là anh vừa nhắc tới ca khúc Bờ Vó Ngựa Trên Đời Có Non. Chiều tập bài đó trước. Ok. Thì sẵn là bây giờ chương trình mình là cũng đang càng lúc càng về khuya rồi, thì mình sẽ chọn ca khúc nào vui vui một xíu để cho quý vị khán giả mình đỡ phải buồn ngủ ha. Và sau đây mời quý vị cùng nghe một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Kiên, ca khúc Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non. Dạ bà con bác cho Quỳnh Trang với Khương Dừa một đầu tay ạ, cảm ơn rất là nhiều ạ. Khương Dừa để phụ cho Quỳnh Trang thôi cho nó có màu sắc. Anh phụ cái gì? Phụ hát. Dạ ban nhạc có nhạc ạ, cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Hết xong ca mà anh cho anh phụ. Bắt trước mình đi xuống mình giao lưu rồi. Dạ cảm ơn nhà ủng hộ. Oh,
nha, để ngoài. Chưa, chưa giật. Có mướn camera theo không ạ? Ngoại xuất hiện nhiều hơn ca sĩ nữa, đầu tới cuối chương trình luôn. Ừ, quá trời quá đất ngoại. Cảm ơn ngoại nha. Thôi biết rồi, sau cái những cái chương trình như thế này là bà ngoại có fan luôn á, có FC riêng luôn đó, cho mọi chỗ nè. Em mới nghe lời yêu cầu cái ngoại hát một bài đi ngoại đó. Dạ rồi, cảm ơn Quỳnh Trang rất là nhiều đã dám hát song ca với anh Hương Dừa. Dạ chào con. Dạ con hát hả? Thứ ba đi con. Bữa nay chú hát rồi. Thôi thứ ba đi, thứ ba nha, thứ ba thứ năm hát. Ờ ok ha. Rồi, ba đứa nào. Rồi, bữa nay chú bận chú hát rồi, mày đâu có chen vô được. Dạ rồi, cảm ơn bà con bác rất nhiều, cảm ơn Quỳnh Trang rất là nhiều. Hy vọng mấy bữa tới nữa mình tiếp tục mình xem ca nhiều nhiều luôn nha. Đăng lên cho bạn xem. Dạ lâu lâu thì em hát hay, còn anh chọc chọc cho nó vui vui nữa cũng mua bạn bác cũng thích đúng không? Thì em hát mấy bạn hát hay không mà. Nhưng mà giọng hát của anh Khương Dừa là đâu phải là tầm thường, đâu phải ông Phí Huấn kìa. Dữ lắm à. Phải không ạ? À? Cũng dữ dằn lắm á, cũng chân chất và mộc mạc rồi, nghe cũng riêng lắm á, cũng Khương Dừa lắm đó. Nghe là không có lẫn lộn vào ai hết trơn á. Cảm ơn. Nên là anh phải tự tin về bản thân, tự tin về giọng hát của anh. Anh sẽ đi show về ngoại mốt đám cưới mà coi ngoại. Ngoại quá tuần nữa là ngoại cưới rồi. Được. Ngoại dạ. Quá ngoại. Dạ một lần nữa xin cảm ơn anh Khương Dừa đã có lời mời và kết nối để em hôm nay được về đây trong cái chương trình Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Và mong là trong tương lai sắp tới cũng sẽ có thật là nhiều cơ hội nữa. Dạ. Em về đây để tiếp tục hát cùng văn nghệ cho quý vị, gặp gỡ quý vị, hát quý vị nghe nhiều ca khúc hơn nữa, và có thêm nhiều màn song ca ngẫu hứng cùng với anh Khương Dừa hơn nữa. Và trước khi nói là chào tạm biệt thì em xin được chúc anh Khương Dừa cũng như là toàn thể quý vị khán giả cùng với gia đình của mình sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe, luôn nhiều may mắn, bình an và vạn sự như ý. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quỳnh Trang rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ạ. Dạ, dạ quý bà con cũng can đảm lắm luôn á. Dạ, và Khương Dừa thì có nghe chị Thùy Trang hát từ nhỏ, rất là thích những cái bài dân ca của chị hát. Và hôm nay Khương Dừa mới lần đầu được nghe chị hát live. Thật sự rất là cảm xúc, rất là hay. Và Khương Dừa đặc biệt là những người con miền Tây nghe những ca khúc đó rất là thích. Khương Dừa nghĩ là quý bà con bác cũng rất là thích. Dạ. Và cuối chương trình sẽ còn nhiều giọng hát cũng rất là hay nữa ha. Và nhưng mà để tiếp nối chương trình thì bây giờ Khương Dừa sẽ tiếp tục cái phần bốc thăm trúng thưởng dành cho quý bà con bác. Hôm nay thì bây giờ Khương Dừa sẽ bốc thăm phần quà của Thùy Kim Thiết. Hôm nay thì bạn Thùy bận công việc cho nên là không có đến xem văn nghệ và không có tham gia phần bốc thăm này, thì Khương Dừa xin được phép thay Thùy bốc thăm luôn. Dạ, để cho anh năm cái phần thưởng mà mấy bạn ơi. Cho anh xin năm phần thưởng. Dạ quý bà con cô bác thân mến, phần thưởng của Thùy Kim Kiếp trong đêm nhạc hôm nay đó là một tháng xem văn nghệ ở Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn miễn phí. Bóc luôn 5 số nha. Bóc 5 số luôn nha. Dạ. Dạ ai mà bóc, ai mà nhận được phần thưởng này thì nhất nghĩ phải đi trong vòng 1 tháng nha. Từ từ đi. Dạ Khương Dừa xin được phép chúc mừng. Ủa cái số này sao nhiều số vậy? À 2024 hả? 2024 là giống nhau phải không? Đúng rồi. Dạ Khương Dừa xin được phép chúc mừng chủ nhân của số 0082. Dạ số 0082 ạ. Anh chị nào đã trúng mà. Ôi, chúc mừng anh. Dạ, chúc mừng anh ạ. Dạ, vậy là trong vòng 1 tháng tới anh sẽ xem chương trình văn nghệ mà không tốn tiền. Dạ, số tiền đó mình giấu giếm lại. Giếm lại mình giấu vợ ha. Để mình đi nhậu. Đi nhậu xong cái mình về mình đi hỏi nào đồ còn cái mình bạc 1 triệu. Dạ, đúng rồi, 182 ạ. Dạ, chúc mừng anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh. Dạ, rồi, số tiếp theo. Ủa cái hộp đâu? Đây. Lắc
đắt thì cho nó vui. Móc đây, móc đây. Dạ xin chúc mừng số 0355. Dạ số 0355 ạ. 0355 ạ. Dạ đây là chiếc em ạ. Ai có số 0355 dạ trúng 1 tháng xem chương trình văn nghệ ở hội quán Hoa Sơn Việt Kiều. Dạ về luôn hả? Trời ơi. Từ từ đếm 3 lần đã anh. Dạ tôi vừa đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3 không có ai. Thẳng thôi, cho hốt tiếp theo. Dạ 1, 2, 3. Ôi rồi luôn á. Rồi đó. Có trúng là anh chị đứng lên liền à. Rồi, tiếp số tiếp theo. Dạ hồi hộp quá. Chúng có chúng cho có mà mấy đêm nhạc mà nhạc hồi hộp ghê. Dạ tôi vừa xin chúc mừng số 0420. Dạ số 0420 ạ. Ủa giờ mà cũng bắt về sớm ta hay là quên phiếu ta? Dạ số 0420. 0420 lần thứ 2 ạ. À. À em gái. Đúng không em gái? Coi chừng tận mình nhìn lộn số nha. Nhìn kỹ nha. Đúng chưa? Dạ đúng rồi, 0420. Rồi, chúc mừng em gái. À, phần thưởng là phần quà là 1 tháng để xem chương trình văn nghệ miễn phí ở quán Hoa Sơn Vườn. Bữa giờ em coi được mấy đêm rồi? Coi đêm nào? Trời ơi, được. Mấy đêm sau có coi được không? Có. À, coi thì vợ giữ phần quà còn coi thì chia sẻ lại cho người khác nha. À, nhớ coi đó. Nhớ mặt rồi đó. Dạ tiếp theo. Được hai hai phần hả? Dạ xin chúc mừng bà con cô bác có số 0376. Không có hả? 0376 hả? Có. Lên anh, lên anh. Dạ. Thôi chị, chị ra. Dạ chị nha chị ơi. Không mà đi xem đêm nhà mà có 90.000 thôi mà trúng một cái thưởng như vậy nó rất là vui luôn á cả nhà. Bà con cô bác mình ngồi tới cuối chương trình nha, còn nhiều phần quà hấp dẫn nữa. Chị đang xem live stream luôn hả chị? Dạ. Dạ chào chị, trời ơi live stream chị cũng nhiều người coi quá vậy. Ba người coi luôn. Dữ. 0376. Dạ rồi, chúc mừng thần hưởng của chị nha. Chúc chị nhiều sức khỏe. Đây là nhắm mặt đó được ha. Dạ rồi, rồi chúc mừng chị nha. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Dạ. Mày nhớ tổ chức tiệc mời nội ngoại hai bên như vậy. Chúc thưởng mà. Dạ tiếp theo. Dạ, cũng được 3 vé rồi. Ra thành quà rồi. Dạ xin chúc mừng bà con có số 0396. 0396. 0396 đang ngồi ở đâu ạ? Anh trai hả? Đây giống anh tên mít của vậy ta. Anh trai. Đúng không anh? Đúng không? Không phải. Dạ đúng rồi, chúc mừng anh. Dạ bên đây đến đây nhận quà luôn. Đó, chụp hình đồ. Dạ. Dạ rồi, chúc mừng anh nha. Cảm ơn anh. Bố mạng. Rồi, phòng cuối cùng. Phòng quà cuối cùng. Tôi vừa xin chúc mừng số 0344. Dạ số 0344 ạ. À. Dạ. Số 0344. Chị hả? Trời ơi, hai người mặc áo khoác áo đỏ khoác ngoài chút. Dạ đây là một phần quà của Thùy Kim Khiết gửi tặng cho quý bà con bác để cảm ơn quý bà con bác đã đến để xem những đêm văn nghệ của hội quán ở sân Bình Dương. 0344, dạ đúng rồi ạ. Rồi, chị đi với ai? Chồng với con. Vậy là mấy đứa con? Vậy là ba vé, vậy bữa sau mình đi tới mình đưa cái phiếu này mình tích vô ba vé mình vô khỏi tốn tiền. Dạ. Giờ đây là lần thứ mấy chị đi xem hả? Ngày lần đầu tiên. Cậu nay khán giả đầu tiên không hả? May mắn rồi, cảm ơn, chúc mừng chị nha. Dạ. Dạ
rồi, cảm ơn quý bà cô bác. Còn một phần quà nữa cũng rất là giá trị, một phần quà mỹ phẩm của Dung Gian Dung Dẻ sẽ được bốc thăm vào cuối chương trình. Rồi bây giờ Phương Dừa sẽ